Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với một cái topic mà khá nhiều anh em hỏi mình khi mới bắt đầu chơi rồng Úc. Đó chính là cái vấn đề đèn UVB thì khoảng bao lâu chúng ta sẽ thay cái bóng mới và lý do tại sao chúng ta buộc phải thay trong khi là bóng vẫn hoạt động bình thường và vẫn sáng đèn. Thì ok, hôm nay sẽ là cái clip mình sẽ trả lời câu hỏi đó của anh em ha. Và nếu như anh em cảm thấy clip này của mình ok thì hãy để lại cho mình một like, một share, đồng thời đăng ký kênh nha mọi người. Ok, chúng ta hãy cùng đi vào chủ đề nha mọi người. Let's go. Rồi anh em, thì đây là cái góc chơi của mình ha. Thì nếu như mà anh em nào mà quen thuộc với góc chơi này thì ok. Còn anh em nào chưa quen thuộc thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Thì đây là cái góc chơi của mình, thì mình có khá là nhiều các bé. Và ngày hôm nay sẽ là ngày mình tới hạn mình thay những cái bóng đèn UVB dành cho các bé ha. Thì ở đây mình giới thiệu cho các bạn hai loại bóng mà mình sẽ sử dụng ngày hôm nay. Thì mình sẽ sử dụng của hãng Exoterra thôi. Lúc trước mình có review cho các bạn rồi. Đây. Đây là hai cái loại mà mình sẽ sử dụng cho ngày hôm nay ha. Bóng Reptile UVB 100 là dành cho các dòng bò sát nhiệt đới, và 150 hay là 10.0 đó thì dành cho bò sát sa mạc. Đó, các bạn có thể thấy ha, một bóng là Tropical UVB và một bóng là Desert UVB. Đây là hai bóng mình sẽ sử dụng ngày hôm nay và tất cả đều 25W nha anh em. Thì đối với những cái chuồng 80-40-40 thì mình sẽ sử dụng là bóng 25W hết để cho nó đủ cái lượng tia UVB. Đây ha, nó giới thiệu với anh em luôn. Rồi ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào chuyên mục thay bóng ha mọi người. Let's go. Rồi ok anh em, thì cái vấn đề mà thay bóng thì nó cũng đơn giản thôi, mình chắc cũng không cần phải nói lại nhiều với anh em. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thay cái bóng cũ để mình cho cái bóng mới vào ha. Đây, đây là cái bóng UVB cũ. Thì đối với anh em, dành cho anh em nào chưa biết á, thì cái bóng UVB cũ làm sao để nhận biết được một cái bóng UVB nó đã xài qua một thời gian. Thì đơn giản thôi là anh em nhìn ở phía này nè. Đó, anh em nhìn ở phía này, nếu như nó màu vàng á, là đã xài qua một thời gian rồi. Cho nên là anh em sẽ khá là dễ nhận biết ha. Đối với những cái bóng nào mà người ta đã xài qua và người ta đưa lại cho anh em á, thì cái phần đây nè, cái phần màu trắng trắng này ha anh em, ngay đây nè, nó sẽ có màu vàng. Đó, cho nên anh em nào mà muốn nhận biết là cái bóng của mình có phải là bóng zin hay không á, cứ nhìn vô này là biết là có phải bóng zin hay không. Đây, mình sẽ cho anh em coi cái bóng zin này như thế nào, bóng chưa xài luôn á. Đây, anh em thấy không, sự khác biệt, nó trắng bóc à, nó hoàn toàn không hề có một vết màu vàng nào luôn. Thì bóng này là cái bóng mới luôn nha anh em, mới hoàn toàn 100%. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào ha. Thì lúc nãy hãy quay trở lại cái câu hỏi mà mình đã để ở đầu video. Thì khi nào chúng ta sẽ thay UVB mới, và tại sao phải thay khi mà bóng nó vẫn còn hoạt động tốt, vẫn sáng đèn bình thường, không có dấu hiệu bị bể bóng hay như thế nào đấy. Thì đối với bản thân mình cũng như là đa số các anh em chơi rồng Úc và bò sát, thì cái bóng UVB của Exoterra loại 25W này thì chúng ta đều thay vào mỗi 6 tháng. Cứ cách 6 tháng anh em đếm đúng ngày thì anh em cứ thay thôi. Ví dụ như anh em cứ canh thôi, miễn sao mà anh em cảm thấy là ví dụ như mình bắt đầu xài từ cuối tháng 12 đầu tháng 1 đi, thì chắc cỡ tầm hết tháng 6 và đầu tháng 7 là anh em đã có thể thay được. Đó, nó dôi ra một vài ngày không vấn đề đâu anh em. Anh em cứ thay cho mình cỡ 6 tháng là mình thay một bóng là được. Anh em cứ đếm đủ 6 tháng thì mình cứ thay ha. Và tất nhiên là có những loại bóng khác, ví dụ như là những cái bóng của hàng Zoomed và những cái như là bóng tiếp dài mà anh em chơi Chameleon hay quảng cáo đó, là có thể xài đến 1 năm. Thì đối với những cái bóng như vậy thì anh em cứ đếm thôi, cứ 1 năm là anh em thay bóng mới, cứ 1 năm là anh em thay bóng mới. Và cái lý do tại sao chúng ta lại phải thay bóng mới mặc dù cái bóng của chúng ta vẫn hoạt động ok, ví dụ như cái bóng này của mình lúc nãy, mặc dù là mình đã giới thiệu cho anh em là đây, cái phần này của nó là màu vàng và nó đã xài qua rồi, tuy nhiên khi mà mình sử dụng thì nó vẫn sáng cho tới khi nào mà nó có dấu hiệu là nó bể bóng thì nó sẽ bể bóng. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì nó vẫn xài được, mặc dù nó đã dôi ra khoảng 6 tháng. Đó là vì là cái đèn này thì thực ra là cái lý do chúng ta thay á, là do nó đã hết cái hợp chất ở bên trong để nó tạo ra cái lượng tia UVB, nó hết rồi. Cho nên là nếu như anh em xài, tiếp tục xài bình thường á, thì đơn giản nó chỉ là một cái bóng đèn led bình thường thôi, giống như một cái bóng đèn led bình thường thôi, chứ nó không hề có một cái tia UVB nào hết.
Ngoài ra thì nếu như anh em tiếp tục xài á, thì có thể nó vẫn tạo ra tia UVB nhẹ. Tuy nhiên cái lượng tia đó lại không đủ cho các cái bé bò sát, đặc biệt là đối với những cái bé rồng út này. Nó cần một cái lượng tia đạt cái tiêu chuẩn của nó để nó có thể hấp thụ được cái lượng canxi D3 mà nó đã tiêu thụ trong một tuần, để nó ngăn ngừa những cái bệnh về chuyển hóa xương, đó là MBD đó anh em. Cho nên là ví dụ như khoảng 6 tháng thì chúng ta nên thay bóng một lần. Mình nghĩ là nó cũng không gọi là quá tốn kém đối với cái đèn này đâu. Nếu như mà anh em có cái tình yêu thương đối với cái loài bét mà chúng ta đang chơi thì thực ra 350 thì nó cũng không phải là quá cao để tạo một cái môi trường sống nó tốt cho các bé ha. Ok, thì mình sẽ tiếp tục thay ha mọi người. Đây là cái bóng cũ ha, mình sẽ cất phù hợp và cái này chắc sẽ vứt đi thôi chứ cũng không có để lại để trưng làm gì. Rồi ok, tiếp theo bé dưới đây. Và thêm một bé ở đây nữa. Còn cái bóng này á, sẵn nói với anh em luôn để mình thay luôn chứ không có rườm rà. Thì cái bóng này á, là cái bóng mình xài mới chỉ có 3 tháng thôi. Có nghĩa là nó vẫn còn hạn trong vòng 3 tháng nữa. Và tuy nhiên cái dòng mà mình sẽ sử dụng cái bóng này á, cái bóng cũ này á, thì nó là một cái dòng mà nó cần một cái lượng tia UVB nhỏ thôi. Cho nên là nếu như mà mình sử dụng cái bóng này á, thì mình nghĩ là nó cũng không phải là cái vấn đề lớn. Nếu như mà mình sử dụng bóng này ha, thì đó chính là những cái dòng ở trên đây. Đây là một cái dòng mà hiện tại mình thấy là cũng không còn người bán nữa. Và mình nghĩ là đây là một cái cặp mà mình khá là may mắn khi mà mình sở hữu được ha. Bây giờ mình sẽ thay cái bóng này. Rồi, ok. Mở lên. Và thế là xong. Đậy lại. Tại vì cái này cái khe này nó hơi bị rộng á anh em. Thì cái con bét này nó có thể chui ra được, cho nên mình chơi mình lấy cái miếng cách nhiệt này, cách nhiệt để mà mình bít cái lỗ lại luôn. Cho nó khỏi ra. Rồi. Ok, thì đó là cái video ngày hôm nay của mình, khi mà mình đã chia sẻ cho anh em về cái vấn đề là bao lâu thì chúng ta sẽ thay bóng UVB mới và tại sao chúng ta lại phải thay UVB mới mặc dù là cái bóng cũ chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Ok, hôm nay mình đã giải đáp thắc mắc cho các bạn rồi ha. Ok, thì nếu như mà các bạn cảm thấy video clip này của mình hay và cũng như là giải đáp thắc mắc cho anh em gặp vấn đề là khó hiểu tại sao mà chúng ta phải thay bóng UVB nếu như mà anh em sử dụng cái bóng của Exoterra, thì ok, hãy để lại cho mình một like, một share, đồng thời là đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay hơn. Trong thời gian sắp tới mình sẽ tiếp tục làm những cái vấn đề, những cái câu hỏi đặt ra của anh em trong cái bộ môn chơi rồng út này cũng như là các cái dòng bò sát khác nói chung và rồng út nói riêng. Thì ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sắp tới. Bye bye.